Mình xin chào quý cô chú anh chị gần xa nha. Mình xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Con cũng xin chào cả nhà luôn nha. Rồi, hôm nay vợ chồng mình đi chợ nè. Mua được là mớ rau dền. Rồi, mùng tơi. Đó, để một hồi mình nấu canh tép và với một ít rau sống nè, cải xà lách, rau thơm đồ rồi mình chấm nước cá ăn. Mình kho cá, kho sạch sạch cái mình chấm nước cá ăn. Đây, đó. Vợ mình với hôm qua nghe anh Năm nói thích Năm lúc này thèm cá hồng tông quá chúng ta mời. Anh Năm này cá hồng tông quá. Vợ mình thấy nè, cá hồng tông tươi quá rồi mua nè. Mua đó. Rồi mần sẵn này là vợ bà xã mình mần với quế quế á. Vợ của anh cháu Khánh. Em giữ muối giữ chanh sạch sẽ rồi. Anh cháu làm. Rồi đây mớ tép. Ngồi cái vợ lột ra. Mình cái giả nát nát á. Cái mình nấu cái canh. Đây một dĩa mít, mình ăn cơm xong mình tráng miệng. Đây hành tỏi mình ốp cá thôi, chị em mình bắt tay vào việc chị Năm ơi. Em bầm tỏi, hành tỏi cho anh ốp cá em ơi. Dạ. Rồi. Em không nấu cơm. Bữa nào có mắc bói. Bữa nào chị đâu nấu cơm. Bữa nào có nấu cơm được rồi. Anh nhúng lửa gì chị Năm trước đi. Nấu cơm quá mà. Đây, anh nhúng lửa đi. Anh nhúng lửa chị Năm đi. Trong khi em bầm tỏi, anh nhúng lửa chị Năm. Bếp trong, bếp ngoài chị Năm chưa? Bếp trong ha. Bữa nay chị Năm chị... Bữa nay chị nhớ anh. Lâu quá. Đồ ốp cá. Có cũng miếng hành này nè, cả nhà. Nó không có tanh. Thơm góc, nữa. Góc hành đó em. Dạ, góc hành đó anh. Anh đập cho dập. Bữa nay là con thấy nguyên cái xịa rau là con khoái rồi đó. Đây cái dao này là anh kho cá sợ sệt hả? Dám mình ăn. Rồi. Anh nhúng lửa cho em tỏi cho. Dạ. Năm nấu cơm bếp trong này, bếp ngoài nấu canh, kho cá. Có hai bếp tiện và lợi luôn. Vậy là bữa nay mẹ hết tác nghiệp ha? Không có tác nghiệp rồi, có cái gạo vô rồi. Bữa nay nấu cơm rồi, nấu cơm rồi. Là ăn bún không à, ăn tay cầm không rồi chị ơi. Mấy ngày Tết bún bò kho bún bò kho rồi, không khắc nghiệp do gạo. Bữa nay chị Năm mình ăn cơm ngon chị Năm ơi. Sao mau hiếp cá lòng tông này nè chị, coi sợ sệt mình chấm vô sống ăn hết sảy đó chị. Ủa, lâu lâu mình ăn cá lòng tông ngon lắm chị ơi. Với canh mùng tơi, canh mùng tơi nữa, dâu giờ nữa nè chị. Có liền anh ơi, em có đập ớt nha anh. Cá cho vô luôn. Quá chỉ từ cá, từ quá hai tính cháu là cá sạch quá trời sạch. Em giữ muối nè, em giữ chanh nè. Mình ngồi trên bàn lặt cái này chứ không. Lâu lắm mới có cá lòng tông nè anh ơi. Cá này ngon lắm anh ơi. Anh xuôi nhà bữa ăn. Dạ. Cá mà mình kho tiêu quá. Chợt mình ốp muối tôm này là nó ngon lắm. Anh cho vô, em cho vô luôn cho anh. Cho vô rồi, nha. Cho vô mình đây, cho anh lại miếng ăn ngồi thi á. Dạ. Dạ anh cho tỏi hết trơn rồi, lấy lại cho anh miếng nha. Gấp lại. Hành đây. Để em bầm cho anh rồi. Được rồi. Được rồi. Mình cho vô nha. Một muỗng rưỡi đường thôi. Bột ngọt. Quá trời xịt ra hấp dẫn quá chúng ta. Quá trời hấp dẫn chị ơi. Rồi mình cho vô miếng mắm. Một thiệt vô trùng luôn. Ăn rau nhiều ngon. Đây, hai muỗng tiêu nhỏ ấy. Năm này không có ăn ớt. Màu dừa. Mình trộn lên cho đều. Chị Năm, Khánh sáng giờ sao không thấy chị Năm? Khánh nó đi tiểu cần đấy chú ơi. Chị sáng giờ em xuống không thấy nó. Sáng nay đi sớm lắm chú. Dạ. Công nhận thím Tám đi chợ lựa rau xanh tươi luôn ha. Tươi thím Tám nhìn nè thím Tám. Dạ. Nè, nhìn nè. Hấp dẫn ghê chưa? Đẹp quá ha. Giờ mấy cái giống gái 18 quá.
Bây giờ con thấy đa số là toàn là mông tơi này không hả? Hồi đó là mình trồng tơi gạo á. Là người ta hái lá để bán hả chú? Bây giờ nó cắt nguyên cọng vậy không? Dạ cọng. Tựa nó cũng nó không cháy đều sinh được cơm. Cá em ốp sẵn em để cho nó thấm cá ngồi cái em kho bây giờ em quẩn em chụm em chụm được cơm chị. Lửa cháy dữ vậy? Hả? À? Lửa cháy quá vậy? Cháy mau. Mau khét rồi cơm á. Cháy mau sôi về đói bụng rồi. Đấy, bây giờ hai chị em lọc gạo rồi mình cũng giả tép có sẵn rồi hồi nấu canh. Tép lột như hồi nấu được canh rồi. Ngắt luôn. Dao dền nó ngon hơn. Thấy dỗ dao thấy thèm. Thấy gì? Mình thì chị Năm gì nấu cái chi phi miếng chị xào tép lên cái nấu thơm. Cho vô muỗng hạt nêm. Đây muỗng bột ngọt, muỗng mốt rồi. Đó. Rồi vô miếng nước mắm. Rồi miếng tiêu. Đây hành tím với gốc hành giờ bầm sẵn rồi. Cho vô luôn. Trộn đều lên. Mình ấp dần nhẹ nhẹ nó cái hồi cái mình phi nữa lại cái đổ nước vô mình nấu nó ăn. Nó không có tanh, nước nó thơm. Chị Năm ơi, bữa nay chị Năm có nấu có cơm cháy không chị Năm? Biết có không mà chị xế ngay sọc sọc rồi thêm. Dò chắc có rồi chị ơi. Em thấy cơm cháy lắm. Có cái ống. Có cái ống. Ống tiêu của thằng Kỳ. Ông cà thiên. Ông là lợi hại thiệt chứ. Không có bò lẻ khác mà cơm đi. Trời ơi. Rồi đúng rồi chị Năm. Rồi đúng rồi chị Năm nấu cơm khác. Ừ, Năm đợi Năm đó. Con cũng nóng rồi nè. Cho miếng dầu vô. Rồi đó. Thích dầu được rồi. Dầu nóng rồi cho hành vô. Cơm phức luôn chú Tám ơi. Quá thơm. À, nấu canh như vậy mình phi để hai đồ hải sản này phải thử mà mở tỏi nó như vậy là nó bán cái mùi canh. Rồi đó, mình cho nước vô luôn. Rồi. Tết canh này. Đây sẵn mình chắc hành vậy luôn. Mình cho này canh á, cái cọng của bự nè. Để là mình xắt nhỏ lại. Chứ mình nêm cái cọng bự bự quá không ngon. Chắc nó nhuyễn rồi. Một chút mình nêm cá rồi mình nêm canh luôn. Trong khi chờ đợi canh chín, cơm chín. Rồi, cơm cũng chín rồi. Nhắc xuống bắt chảo em kho cá anh. Cơm nãy giờ chắc cũng mình cũng chín hai chị Năm á. Chín nhắc xuống em kho cá luôn, cá ốp nãy luôn cũng lâu rồi. Nè em chạy giúp tỏi anh nè. Dầu cũng nóng rồi. À. Rồi cá cái này nè. Hấp dẫn. Rồi em chạy giúp cho anh cho. Rồi đây tráng mình miếng nước in rồi. Nó kho sạch 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 nó hầm tấm rau mình ăn. Anh sôi quá trời nè anh. Rồi. Quá sôi luôn rồi. Người thọt cá, người nấu canh, người nấu cơm. Dạ. Cũng có bài hát vậy. Hồi nãy là anh có ốp sẵn tép ha. Rồi, nó rồi. Vừa ăn rồi ha. À. Giờ anh dặn chút xíu đường vô nữa vừa anh ha. Chính xác. Em dặn miếng đường phèn đi. Cho vô miếng đường phèn thôi. Rồi. Quá chị Năm chỉ rửa sạch sẽ ghê vậy. Chị cắt nhỏ 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 thôi nè. Cho Năm dễ gấp ăn. Đó, mình cho vô luôn. Quá trời ngon, nồi canh này đã ngọt dữ lắm chị ơi.
tép là nửa chén tép luôn rồi. Má trời ơi, quá giả dẫn cá vợ dạ, nấu canh dạ. Giờ mình đè xuống, mình đè đè xuống rồi cho nó sôi sôi cái là mình nhắc xuống điện anh ha. Để nó chín quá không có ngon. Quá trời tép lên ơi. Cảnh nó phát lỗ này cũng tiện, hết bỏ khắc ra luôn. Cái nước lớn lên cái nó trôi hết. Xác nó sòng. Sướng. Cá này anh nha, anh cho lửa vô 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 thôi là nó thấm. Nó thấm là ngon lắm anh đừng chụm củi nữa. Vậy nãy giờ anh cũng ốp lâu rồi nè. Dạ. Giờ bây giờ canh chín rồi, mình cho hành lá vô luôn. Chuộng miếng hồi cho bỏ bên cá anh em. Dạ. Cơm cá kho rồi cũng chắc cũng chín rồi, thôi để vô mền năm răng cơm nha. Dạ. Bây giờ. Giờ cá cũng chín rồi, mình cho hành vô luôn. Đó. Cho hàng xong rồi múc vang cơm luôn. Quá ngon luôn. Mình coi là sệt nha, để nước mình chấm rau ăn cả nhà ơi. Quá ngon. Bữa nay chị cũng có tiết mục nữa hả? Ôi, chú ơi, vô ăn cơm luôn chú ơi. Dạ. Rồi, ăn chứ sáng giờ có ăn gì đâu đói. Chú Út mà đi tới đâu là có cái đờn tới đó hả chú? Ngay mà. Chú Út mà nhìn hai ngày vẫn thấy ốm. Trời ơi, sáng giờ Khánh mến chào cô chú anh chị và các bạn nghe. Từ giờ Khánh đi lấy lọc về, hay bị trễ chỗ đó mà. Lọc gì con? Lấy ghế chứ sáng giờ chú quay biết là hỏi mẹ con đi công việc rồi. Cần á, chuẩn bị á. Vô dùng cơm luôn coi. Thôi trước khi ăn thì con cũng thông báo với chú Thiên Tám là ngày hôm qua có một quý mạnh thường quân có gửi tặng cái phần quà nhỏ cho chú Thiên Tám là 200 đô. Nhưng mà bắn vô tài khoản con là tiền Việt là 4.680.000. Bây giờ con chú con mới đầu năm mà có lộc quá quá quý rồi. Cái nào của chú? Chú, từ từ chú ơi. Chị cũng không có luôn nữa. Dạ con gần ông lên cho thím nha. Đi đi. 3 triệu. Quá rồi mà cái 8 bả trời. 4.5. 4.5. 4.6. 6. 2 4. Tám rồi, chúc mừng chú Thiên Tám nha. Rồi, cảm ơn anh em. Đây. À, em cảm ơn cô chú đi em rồi anh. Con nào? Bây giờ con cũng không biết nữa. Chưa, bây giờ không biết tên. Cảm ơn chú Thiên Tám. Cảm ơn quý mạnh thường quân. Cầm đưa lên. Giờ bên kia chị. Sao không dưới vậy thế? Hồi đó giờ mới cầm tiền. Hồi đó giờ mới cầm tiền rồi. Mới cầm tiền này à. Chứ hồi tết là chưa cầm tiền quá này. Bây giờ mấy đây cũng mừng quá thôi. Em cũng cảm ơn mấy vị thường quân đã giúp đỡ cho cô Tám tiền để sống qua ngày. Lúc khó khăn em. Dạ lúc khó khăn. Rồi mình cũng xin nói tiếp là rồi, trong năm mới này mình chúc cô chú gì đã giúp cho vợ chồng mình được số tiền như vậy rất quý trong những lúc khó khăn. Thì thôi mình cũng xin chúc cho cô chú trong năm mới này được nhiều sức khỏe, có sức khỏe làm tất cả và làm ăn thành công suôn sẻ trong năm mới này. Thì mình xin hết. Thôi mình giờ mình dùng bữa đi. Cơm mà cũng đã chín rồi, thôi mình cũng là mời cả nhà mình dùng cơm với mình nha. Mời quý ông con dùng cơm gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Mình mời cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng cơm với lại Khánh với chú Út. Mời ăn cơm nha. Mời ông bà cô chú cùng với con mời ông Tám, con mời bà Tám, con mời ông nội, con mời bà nội, con mời cha, con mời ông Út ăn cùng không. Trời giỏi luôn. Rồi con cũng xin mời cả nhà dùng cơm với gia đình nha. Năm đầu năm mình có lộc ha, còn chú cũng có lộc.
quá rồi. Thôi giờ mình ăn cơm, chắc bữa nay ăn cơm chắc không thấy quá, no hơi rồi. Mừng. Để nhà nào con cũng có canh rau dền với cá tôm kho tiêu ăn được rồi. Cha Tết ăn cái này không ngán nè. À. Này là không khỏi gặp múc luôn. Nó gặp múc luôn. Ra ra. Bữa nay múc luôn đi anh ơi. Quý ăn gì ông mà múc cho. Mát người. Có ăn gì canh không? Chú ăn. Tám mươi mua cá, tám mươi tươi, sức tươi. Chú ăn. Tươi ghê luôn. Chú ốp một hồi chú mới thò cá cứ ngắt à. Chấm cá. Quý ăn tôm mấy ngày có con tôm rồi con. Có tôm nữa rồi con. Rồi tổng à. Cảm ơn cha, cảm ơn bà nội. Mua con. Tháng này mua cá không tôm. Thò cá, sọt nữa. Chấm nước cá, còn miếng nước sọt sọt á, chấm rồi sống à. Ừ, cá thấm anh. Ừ. Không công mình mua về cái mình đặt cái mình xong rửa sạch nó trước mà. Dạ. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Lúc ăn. Năm anh thích ăn cá lòng tâm rồi, bởi vì em mình vừa thấy cá lòng tâm này tươi quá mới mua liền luôn á. Nó mềm dễ ăn nữa. Dạ. À, đủ thứ hả con? Chị mình chấm dao nghe ngon quá chị. Chấm vô nước cá nè, sệt sệt á. Chắc hết rồi con. Em cùng luôn. Em có xé nha. Em có thành xé luôn. Ừ, có. Thấy con muốn không, lấy ngủ kìa. Mình ăn cơm thấy vô sống hấp dẫn nè. Hôm nay mà chú Tám mà có nấu dở giờ chú Tám cũng ngon nữa. Mình chú Tám hơi vui. Thôi, Tám hơi vui lắm, cười hoài. Hả Bi, chú Tám cười hoài. Có tiền là bà Tám vui rồi. Trời ơi, không biết rồi, có tiền quá vui rồi, hay rồi. Hai bà cháu mình không tiền có vui không? Vui không? Không vui. Không vui. Tổ một con. Chút vô ông nội cho ngàn vui hả Bi? Dạ. Cho con ngàn. Cảm ơn con. Ừ, chút trồng chén này hả? Nhanh rút lẻ. Cái này dao này chấm với cá là sạch sạch nó ngon chị ha. Ừ. Thích ăn dao à. Cái này có lọc là chú Tám phải ra là hết mình luôn nha. Nãy giờ có chú Út là phải có văn nghệ. Rồi xong là chiều chú cháu mình lên đồng luôn á. Dạ, mấy giờ đi con? Xế xế ra mát mát để nó gò, nó cạn chút xíu. Dạ, bữa nay mình hành quân trên đồng luôn hả con? Dạ, bữa nay mình hành quân, mình hứa cả nhà. Hôm qua, bữa nay mình hành quân. Bánh thịt cá là chút. Đúng rồi con, cái này đi. Cái này sắm ngon chưa? Ngon lắm. Không mà... Nước sạch sạch chấm ngon ghê. Cái tết ấy kìa mình ăn cái này. Ăn vậy ngon quá trời ngon con. Thôi cái chứ nói chung mai cũng giống như mình thôi, giống như là em tết ăn thịt được không con? Tết con cá thì nào bệnh tự á. Ừ, cá bự cho ăn với gạo. Ừ, cá bự bự. Ăn ngon không? Đi. Dạ. Ngon không? Ngon. Ngon, ngon. Ngon. Quá ngon luôn. Chú Tám nay nó hơi thiệt vậy, thấy mình tự giờ chưa thấy chú Tám. Đây. Nói nó... nhắc đây bởi vì chú Tám chán này. Nó canh thiệt là ngọt luôn. Quá ngọt. Anh nấu chú Tám lột gần nửa chén tép á. Nó ăn giải ra. Rồi, nó ăn có mặn cũng là ngọt luôn nữa. Ăn cá cứng thì cá nó tươi vậy em. Ừ, cá tươi.
muốn ưa cá mực tôm kho tiêu. Dạ, cá mực tôm kho tiêu mà ngon, quá ngon. Qua cái tết rồi ăn không có món nào bằng món này. Ừ. Món nào bằng cái chút lửa chén nữa anh. Dạ. Quá quá, cá rồng tơi. Đấy vợ em cá mực tiêu nữa. Vợ em hôm nào nghe năm nhắc cái dẫn cá mực tôm á. Cá mực tôm kho tiêu. Chén nữa con. Ăn với canh ăn tơi. Ngon quá cá không nổi. Mới còn ngon nữa mình đi ruộng mình kiếm cá rồi đó thím. Hái ra vào ruộng luôn. Mà có cá nữa. Mình dắt mình hái vào ra vào ruộng luôn. Chị ơi. Chị có dao muống hay dao ngổ thì chị hái về cho em bóp gỏi ăn chị. Chiều nay là mình đi rồi. Em cũng đi nữa. Dạ mát mát rồi. Chắc chị mình đi luôn ha anh. Ừ. Dạ mát mát đi ha. Đây mình tung tăng ở trên đồng. Nhớ hồi lên trên đồng là kiếm ca cái bản gì mà em đi trên cỏ non á, mà ra ngoài không có cỏ mình nữa, mình đi trên gốc gạ đó. Tội nghiệp cho mấy cái cỏ non. Nó đi trên đống trình. Không có cỏ mình đi trên gốc gạ. Mình không có cỏ mình đi trên gốc gạ. Mình đi cái chỗ hổm mà con hay đi chỗ khác mà. Không chỗ khác. Khác đúng không? Mà đầm đó hay đầm cành nhân rã gì đó không nước ngọt lắm. Cành rã nó nồng. Vậy nước cạn nó dễ bắt. Con chả canh không ngồi chán chó. Người dân canh ngon ăn cô ba mới vậy. Nóng nó chịu. Để ăn gì cho nó nguội. Ăn rồi hấp cho con. Ăn canh đi con. Nói chán con nghe. Ăn rồi hấp. Canh này bữa nay ngọt lắm đó con. Để quá trời luôn. Phải. Con chén cành vô. Rồi sống. Chú ăn nhiều chứ còn cơm nhóc luôn chú. Cơm nữa nè. Tới công chuyện rồi. Mà tới vô. Hả quá trời luôn. Ba chứ. Nên hai chị em ăn giàu quá trời. Ngon mà. Cái con cá không động rồi. Hay sang bớt thêm đi. Ờ, sang rồi. Bố miếng canh chút. Canh ngon mà. Anh Năm, bữa nay anh mừng giùm vợ chồng mình, anh no rồi, ăn sáng luôn. Nó, bữa nào cũng có ăn sáng thì đó bụng, mà bữa nay có ăn sáng. Em tính có tiền em mua tủ chén rồi, bữa nay em có tiền, lát em đi mua tủ chén của anh ơi. Mua xong vậy là rửa dòng á. Rửa luôn. Đem tủ đồng rửa luôn. Mày mà kinh tế mới. Anh người mới rửa luôn. Em bỏ đồ vô em phải rửa vòng để cho chuột nó đựng vô. Quẩy chuột luôn. Ờ, giỏi quá. Anh nghe. 80 đường phèn, canh này mà cũng đi đường phèn. Em đi dưới đường phèn à? Đi vô làm cho khoảng tới giờ là hơn một tháng mấy ngày thôi. Mà chú Tám được lọc rất nhiều. Được cho Khánh tặng cái tủ lạnh này nè. Chú Tám đã ướt từ lâu rồi. Nói chung là chú càng được nhiều quá thì con với gia đình con là chú Út cũng mừng cho chú Yến rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị và bạn ơi thì thật sự ra là Khánh rất mong muốn là mỗi một cái clip như thế này có những cái lời ca tiếng hát của chú Tám như là chú Út gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn góp vui trong những ngày mà cô chú anh chị và bạn đi làm về mệt mỏi có những cái tiếng đàn của chú Út. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thôi giờ chúc anh vừa hát vừa đàn góp vui bản đầu tiên chú Út. Chú Út gửi đến các bạn bài hát mang tên là Chiều Tây Đô. Khó lắm nghe. cho tay nè. Đêm tôi mơ mình điêu rích đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cầu thề. Bàn tay anh đan diều em bước
nước trên cò câu, đi trong hoàng vân chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa ta áo thước tha mi miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều? Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như mảnh áo buồn chưa quen. Nghe hỏi có cây, có cây khóc cho than vàng, cây từ khi mắt quê hương cho ra cười đưa người vượt biển. Mẹ chờ từ về ngồi thèm thuồn mến châu cây, che thơ lang thang vì cơn đói chút bao ngày. Vợ chờ tình hoa xa xăm, bao năm trải phong như thế này phải không anh? Quá xuất sắc. Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hỏi hương. Thầy đâu sẽ sống lại yêu thương. Cái này nó lộn. Cái này.
em lúc ra chiều sắp lên em. Mưa thu bay bay sắc xe lòng ước bay mềm. Hoàng hôn gần xuống mà ai còn đứng anh trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tao nỡ sao đành. Đem yêu thương đi kể đến nơi nào cánh chia mình. Đường bao nhịp lối tình trăm nghìn mối băng đường một tông. Trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo nghĩa chân hay đòi chiến xe chưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi chốn xa rồi chàng trai. Còn đem bao yêu thương gắt lên muôn vàng hoàng hồn. Mai đây về cũng trên chiến tàu hoàng hôn. Nếu mai đây về cũng trên chiến tàu hoàng hôn. Đây là có nói với lại cả nhà rồi. Nay mừng quá hay khớp một chút. Nay mừng quá hay khớp một chút. À, thông cảm cho bữa nay chú Tám ca gì cũng hay chứ phải là hôm nay mà tại vì bữa nay nó hay trở thành tông đơn chút xíu thôi. Khánh chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn, yêu thương gia đình, xem và chia sẻ giúp cho kênh của Khánh hôm nay cũng được 37.000 người đăng ký rồi. Cảm ơn cô chú chị và bạn rất là nhiều. Thì Khánh cũng xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân hôm nay đã giúp đỡ cho chú Thiếm Tám, tại vì chú Thiếm Tám cũng rất là khó khăn. Thì hôm nay là chú Thiếm rất là vui, rất là mừng luôn. Thì Khánh cũng xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân rất nhiều. Chúc cho quý mạnh thường quân năm mới được nhiều sức khỏe, gặp lại niềm vui trong cuộc sống, phát tài phát lộc. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Rồi, xin bye bye cả nhà luôn nha.